Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn và những kết quả đạt được của lực lượng cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 nói riêng trong thời gian qua. Đồng chí Phó chủ nhiệm Chính trị cũng yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm chỉ thị, nghị quyết các cấp về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Giáp Thìn 2024, thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hệ thống báo cáo tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển. Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và hậu phương gia đình cán bộ chiến sĩ, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ vật chất, tinh thần cán bộ chiến sĩ vui xuân đón Tết.